Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Một rừng hoa, một suối hoa. Ôi trời ơi, ông Sóc Cò ơi, ông kiếm ra đâu mà sao nhiều bông vậy trời? Các bạn thấy bông có đẹp không? Hôm nay Sóc Cò muốn chia sẻ cho các bạn 3 cây đen đô nắng sở hữu 3 mặt bông khác nhau. Xiêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng, mắn đẻ, dễ trồng và đặc biệt rất là thơm. Sóc Cò đã trồng rất là nhiều đen rô nắng khác nhau, nhưng mà để lựa chọn ra 3 cây đen rô nắng mà cá nhân Sóc Cò thích nhất thì mình vẫn thích nhất là 3 cây này. 3 em này hội tụ đầy đủ yếu tố là mặt bông đẹp, hương thơm, dễ trồng, xiêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng. Mình rất thích những dòng mà xiêng bông. Các bạn thấy không? Hái hoa thơm bướm lượn đó. 3 mặt bông khác nhau, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là 3 cây đen rô nắng, bao gồm là cây bò tím rất là đẹp, rất đẹp, ba liễu xưa, năm cánh trắng, lưỡi tím, cánh bay lưỡi bẹt hoa thơm, và cây đứng đầu bảng trong dòng đen rô nắng về hương thơm đó chính là cái cây pen soda. Hôm nay về lô này rất là đặc biệt, bởi vì sao? Lô này có cây pen soda rất là to, mình lâu lâu mình sưu tầm được cái cây pen soda cao chứ các bạn. Mình tự tin rằng những cây pen soda nếu mà là pen xưa như thế này ở ngoài người ta bán cho các bạn phải giá là 100. Cây rất là cao, cao 30 cho 35cm các bạn này. Lô trước mình bán mình chỉ chia sẻ là 20-25 thôi, lô này đến 30-35. Chậu 3 thân, những cây này thấp ngoại. Hôm nay đề đồng giá là 70.000 một chậu, các bạn mà mua 5 cây là 350.000 miễn tiền ship. Rất là đẹp. Và ngoài ra bên mình có tặng kèm rớn để cho các bạn giữ ẩm cho cây lan. Đây là khu vực mà mình đóng hàng để chuẩn bị gửi cho khách rất là nhiều. Đây là những bịch rớn, bạn nào mà chưa có cây rớn này thì liên hệ giúp mình, mình sẽ tặng để các bạn giữ ẩm cho cây dendro của các bạn. Thấy không? Rất là đẹp. Rất đẹp. Đồng giá là 70.000. Đây là cây bò tím. Đây là những cây bò tím, lá tròn, nó tròn dễ trồng. Những cái này các bạn trồng thì khoảng độ là được một tháng nữa các em sẽ cho ra bông nhé. Cây bò tím này, cây rất cao, khoảng 30cm, chậu 3 thân. Và những cây này là Sóc Cò chia sẻ cho các bạn nó thậm chí còn cao hơn cả những cây mà đang đi trồng nữa. Đây các bạn thấy không, cây này đang đi trồng của Sóc Cò ra này, ra bông này. Cây này ra 2, 4, 6, 8, 10 ngồng này, rất là nhiều. Cây các bạn còn đẹp hơn là cây Sóc Cò luôn đấy. Hoặc là như là bà liễu xưa này này, bà liễu xưa cũng có nhiều cây. Ôi ôi, mình sẽ đi từng chi tiết. Cây bà liễu xưa này này cũng cao về khoảng độ 30cm. Và các em thắp ngọn nhiều cây cũng đang nhú ngồng. Đó, nhiều cây đã nhú ngồng. Bà liễu xưa là cái dòng mà rất là xiêng bông, rất là xiêng bông và ra bông quanh năm suốt tháng, hương thơm, dễ trồng. Em này chơi bông đến 90 ngày, rất là xiêng bông, các bạn nên chơi bà liễu xưa nhé. Bà liễu xưa và cây pen soda là hai dòng hương thơm cực kỳ là thơm, đáng để sưu tầm. Trong lô này thì duy nhất có cây bò tím là cây không hương thơm, các bạn nên bổ sung như là cây bà liễu và cây pen soda. Pen soda thì cũng giá là 70.000, hôm nay đồng giá 70.000. Các bạn mua mỗi thứ hai chậu thì là tốt nhất, mỗi thứ hai chậu combo đó, mỗi thứ hai chậu. Còn các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, phí ship là 40.000. Đây là cây, pen soda là Sóc Cò ghép là 5 cây và 1 chậu. Chơi cho đã và bắt đầu đang ra bông rồi đó. Pen soda, mình sẽ viết tên dưới chậu. Các bạn nên ghép pen với pen, liễu với liễu, bò với bò. Đừng ghép chéo nhé, chỉ ghép chung thôi, cùng loại với nhau thôi. Em này chơi bông được 60 đến 70 ngày, hương thơm. Sau này tất cả đều cao 2 mét nhé. Tất cả những dòng hôm nay Sóc Cò chia sẻ các bạn, các bạn trồng maximum là cao được 2 mét, ra bông quanh năm suốt tháng. Ví dụ như là các bạn mà chơi hàng rừng á, một năm thì các em chỉ ra bông đúng một lần thôi. Ví dụ ở Đai Châu thì một năm chỉ ra bông đúng một lần vào dịp Tết, và có 10 ngày là các em mới tàn. Vậy thì còn 11 tháng trong năm chúng ta chơi chủ yếu là lá và rễ, nhìn rất là nhàm. Nên vì vậy mà mình rất thích những dòng đen đô nắng, nó ra bông quanh năm suốt tháng, không theo mùa gì cả. Và đặc biệt đó chính là hương thơm, dễ trồng vô cùng. Dòng này là dòng rất là dễ trồng, các bạn vất đâu các em cũng sống, trừ khi các bạn mà để dưới ánh nắng trực tiếp mặt trời nó bị cháy lá nó mới chết thôi. Còn đâu là bình thường các bạn mà cứ treo dưới một lớp lưới gì có nắng các em sẽ phát triển rất là mạnh.
cái bộ combo mà bên mình bán được nhiều nhất trong vòng một năm vừa rồi đó, đó chính là hai cây pen soda, hai cây bà liễu xưa và hai cây bò tím, là cái bộ combo này này là nhiều người đặt bên shop cò nhiều nhất, là 6 cây là 420.000. Về các bạn ghép chung, ví dụ như là hai chậu liễu ghép chung với hai chậu liễu, hai chậu pen các bạn ghép chung với hai chậu pen, hai chậu bò tím các bạn ghép chung với chậu bò tím, giống như shop cò vậy này. Bà bò tím này, bà liễu xưa này, pen soda này, mình đang ghép thêm khoảng độ 10 chậu pen soda, chậu phi to như vậy nữa, khoảng một tháng rồi các em ra bông nhìn rất là đã. Khi các bạn mà chơi đen đo nắng, người ta nghĩ ngay tới đó chính là gì? Pen soda và bà liễu xưa. Những dòng này nó thành là biểu tượng và đặc trưng của những cái dòng đen đo nắng này, lên sưu tầm. Đồng giá là 70.000 một chậu, mua 5 cây sẽ được miễn tiền ship. Các bạn nên mua 6 cây, mỗi thứ 2 chậu thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bên đây là khu vực là mình chuẩn bị đóng hàng cho khách. Cây rất là đẹp. Lô này đã pen soda nhé các bạn này. Nếu các bạn thích chậu 3 thân thì sẽ cao. Các bạn thích chậu 4 thân, 5 thân này, shop cò lựa cho các bạn chậu lum như này, chậu nhiều thân như này. Và giá vẫn vậy, không có thay đổi. Có rất là nhiều chậu bụi lùm. Ví dụ như bụi lùm nhiều thân như này thì các em ấy sẽ thấp hơn. Đó, các bạn thấy không? Những giò này các bạn mà mua ngoài đó là người ta sẽ bán cho các bạn là 100 ngàn là chuyện rất là bình thường. Mình xin thưa nhé, mình không phải là nhà vườn, mình cũng nhập từ nhà vườn về mà thôi. Nhưng mà mình sẽ lựa được cho các bạn những cái nó to, khỏe và sẽ hỗ trợ cho các bạn cái cách trồng. Mình không phải là nhà vườn mà mình còn trồng đạt như thế này. Nếu như mà nhà vườn người ta trồng nữa thì khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà đối với những người mới chơi như mình ấy, mình thấy trồng như thế này là mình thấy là quá là đã rồi. Đâu cần phải đi thi tác phẩm. Rất là đẹp đúng không? Khu vực này là khu vực cắt nước để lát đã đóng hàng cho khách rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.